Cậu út nhà tài phiệt bị chê lọc mặt song song kỳ quá đà. Phim Cậu út nhà tài phiệt tựa gốc Reborn Rick thu hút lượng lớn khán giả theo dõi. Tuy nhiên, lại gây tranh cãi trái chiều vì lọc gương mặt song song kỳ quá đà để nam diễn viên hóa thân vào nhân vật tuổi 20. Trang Opinpop ngày 23 tháng 10, một thông tin nhiều khán giả bày tỏ sự khó chịu khi cho rằng gương mặt song song kỳ được lọc nhiều lớp, thái quá đến mức họ không tập trung vào câu chuyện phim. Nhà sản xuất phim đã làm quá đà bởi thực tế ở tuổi 37, vẻ ngoài của Song Song Ki vẫn rất trẻ trung để hóa thân nhân vật ở độ tuổi 20. Trước sự chỉ trích này, một số khán giả bênh vực nhà sản xuất cho rằng tôi xem nó như bộ lọc được sử dụng cho các cảnh hồi tưởng. Cậu út nhà tài phiệt là phim kể về Yoon Hyun Gu, nhân viên của tập đoàn tài phiệt Sunyang Group, vô cùng tận tụy. Thông tin Yoon Hyun Gu lại bị người thừa kế tập đoàn lập mưu giết chết. Yoon Hyun Gu tái sinh thành Jin Do Jun, cháu trai của ông chủ tập đoàn Sunyang Group, từ lúc nhỏ. Với những kiến thức có được từ kiếp trước và một thân phận mới, Yoon Hyun Gu quyết tâm trả thù những kẻ gây ra cái chết cho anh. Phim có một kịch bản hấp dẫn, diễn viên diễn xuất tốt nên đã thu hút lượng người xem lớn. Mới đây, phim bị chỉ trích do đã khắc họa thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ thành nơi nguy hiểm, kém phát triển. Nó sai lệch hiện thực về thành phố này trong mắt những du khách từng đến thăm.